Cách dùng lá khế chữa bệnh nổi mề đay cực kỳ hiệu quả. Cây khế là một loại cây rất quen thuộc đối với chúng ta. Bên cạnh việc sử dụng trái khế trong những món ăn thì lá khế còn có tác dụng chữa bệnh nổi mề đay vô cùng hiệu quả. Công dụng của lá khế chữa bệnh nổi mề đay theo các bài thuốc đông y cổ truyền, lá khế có vị chát thường được dùng để điều trị những trường hợp lở loét, mụn nhọt và mẩn ngứa trên da. Bên cạnh đó, lá khế còn có tác dụng giải nhiệt cho cơ thể vô cùng hữu ích. Thuốc Tây y chữa bệnh nổi mề đay thường gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh về lâu dài. Chính vì vậy, áp dụng cách dùng lá khế điều trị bệnh nổi mề đay sẽ hạn chế được tối đa những tác dụng phụ cũng như vô cùng an toàn trong việc điều trị bệnh. Trong đông y cổ truyền, những bộ phận của cây khế đều được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Đối với bệnh nổi mề đay, việc kết hợp những bộ phận của cây khế với nhau sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Dưới đây là một số cách dùng lá khế điều trị bệnh nổi mề đay mọi người có thể áp dụng. Cách thứ nhất, khi những triệu chứng của bệnh nổi mề đay xuất hiện trên cơ thể, các bạn lấy một nắm lá khế mang rửa sạch và đem sao nóng đến khi lá quắt lại là được. Dùng lá khế sao khi vẫn còn nóng đắp lên vùng da bị nổi mề đay. Cách dùng lá khế chữa bệnh nổi mề đay bằng phương pháp này sẽ giúp những triệu chứng của bệnh nhanh biến mất và người bệnh không còn cảm giác ngứa khó chịu. Tuy nhiên, nên lưu ý, sau khi lá khế được sao xong nên để nguội bớt, sau đó mới đắp lên vùng da bị ngứa. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng phỏng và gây nhiễm trùng, bệnh sẽ nặng hơn. Cách thứ hai, dùng lá khế, vỏ, rễ cây khế. Phương pháp này sử dụng toàn bộ bộ phận của cây khế để chữa bệnh nổi mề đay. Lấy khoảng 10 gram lá khế, vỏ, rễ cây mỗi thứ đều nhau mang rửa sạch và cho vào đun. Dùng nước này uống hàng ngày sẽ có tác dụng điều trị bệnh mề đay ngay từ bên trong, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể điều trị lâu dài. Cách thứ ba, cách dùng lá khế điều trị bệnh nổi mề đay. Bằng cách dùng lá khế đun nước tắm hàng ngày, lấy khoảng 300 gram lá khế vò nát rồi đun nước. Bạn có thể sử dụng nước lá khế tắm hoặc sau khi đun, để nguội và dùng nước lá khế lau lên thân thể. Áp dụng phương pháp này hàng ngày sẽ hạn chế được những triệu chứng gây nên của bệnh nổi mề đay vô cùng khó chịu. Bài thuốc này đã được y sĩ y học cổ truyền kiểm nghiệm và áp dụng đã đạt được hiệu quả cao. Trên đây là những cách dùng lá khế điều trị bệnh nổi mề đay vô cùng hiệu quả, giúp mọi người có thể áp dụng để điều trị bệnh mà không hề gây nên những tác dụng phụ hay biến chứng không mong muốn đối với cơ thể và sức khỏe của mình. Chào mừng bạn đã đến với kênh Đông Y Gia Truyền Tấn Khang. Kênh Đông Y Gia Truyền Tấn Khang chuyên cung cấp các video bổ ích và miễn phí. Điều đặc biệt ở đây luôn cập nhật các video về sức khỏe, làm đẹp, đời sống, ăn uống, sinh hoạt, hoạt động, thể dục, thể thao với mục đích có lợi tốt nhất cho sức khỏe của bạn cũng như cộng đồng người Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video tại Khỏe và Đẹp cùng Đông Y, nhớ like, share để ủng hộ người làm video nhằm giúp họ có động lực làm ra các video mới hay hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để không bỏ lỡ khi có video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.